Xin chào tất cả các bạn, mình là Ngô Minh Nghĩa. Hiện tại mình là sinh viên năm 3 ngành cơ điện tử. Mình đã hoàn thành khóa học 2 kỹ năng ở BKE. Cảm nhận của mình là ở BKE thì giáo viên khá là dễ thương, xinh đẹp, tận tình. Về giáo trình thì khá là hay, ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu. Về vị trí học thì nằm ở trong trường nên khá là thuận tiện cho việc đi lại. Về thời gian học thì học buổi tối nên việc sắp xếp thời gian học cũng khá là dễ. Sau khi hoàn thành khóa học ở trường thì mình cảm thấy khá là tự tin về tiếng Anh của mình.